Trân trọng kính chào và hân hạnh trở lại với quý vị trong các chương trình hội thoại cộng đồng. Kính thưa quý vị, khách mời hôm nay là giáo sư Đoàn Viết Hoàng. Chúng tôi xin kính mời thầy Đoàn Viết Hoàng gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi cuộc hội luận từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Xin cảm ơn thầy. Thưa tôi xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của đài TV Việt TV. Xin cảm ơn giáo sư Hoàng, và trước khi bắt đầu vào câu chuyện, xin phép được giới thiệu về giáo sư Đoàn Viết Hoàng. Ông sinh năm 1942 tại Hà Đông, di cư vào Nam năm 1954, học trường Chu Văn An và Đại học Sư phạm Sài Gòn. Ông đậu tiến sĩ giáo dục ở Hoa Kỳ năm 1971, sau đó trở về Việt Nam làm phụ tá viện trưởng về Đại học Giảng hạnh Sài Gòn cho đến tháng 4 của năm 1975. Bị Cộng sản bắt giam hai lần, lần thứ nhất là vào khoảng tháng 9 1976, bị giam tại ngục tù Phan Đăng Lưu, Chí Hòa, không xét xử cho đến tháng 2 1988. Lần thứ hai, ông bị bắt lại tháng 11 1990 vì chủ biên tờ báo bí mật có tên là Diễn đàn Tự do. Ông bị Cộng sản kết án 20 năm tù, sau đó giảm xuống 15 năm, giam ở các trại Ba C Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu, Chí Hòa, Phan Thiết, Phú Yên, Nam Hà. 4 năm cuối cùng bị cô lập tại trại Thanh Cẩm, Thanh Hóa và tống xuất đi Mỹ ngày 1 tháng 9 1998, thẳng từ trại tù ra phi trường quốc tế. Ông được các giải thưởng nhân quyền quốc tế như Tù nhân Lương Tâm, Amnesty International 1982, Giải thưởng Tự do Truman Reagan năm 2000, Anh hùng Báo chí Thế giới năm 2000, và thưa quý vị, ông được ngòi bút vàng 1998, rồi giải thưởng nhân quyền Robert Kennedy 1995 và giải thưởng cao quý Herman and Hammett của Human Rights Watch 1994. Về các giải thưởng nhân quyền khác của quốc tế và của cộng đồng người Việt hải ngoại, thưa giáo sư, mở đầu câu chuyện hôm nay thì chúng tôi xin được phép hỏi giáo sư như thế này: 20 năm tù bị giam cầm ở trong quả ngục cộng sản, thì lý do nào khiến nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội bắt giam ông và rồi đày đọa ông những bản án dài như thế, thưa giáo sư ạ? Vâng, thì như anh vừa giới thiệu thì tôi có làm cái tờ Diễn đàn Tự do lúc đó năm 1988, khi tôi vừa 82 thì ra, 88 thì được ra. Thì tôi lúc đó cái tình hình Đông Âu và Liên Xô đang xảy ra đó, thì chúng tôi thấy rằng là cần phải thúc đẩy cái tiến trình thay đổi chính trị ở Việt Nam và đòi dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, cho nên tôi và một số bạn cũ cũng như mới đã thực hiện cái Diễn đàn Tự do, và do đó họ bắt giữ sau 2 năm. Thưa giáo sư, tuy chuyện tù tội đọa đài nó đã qua lâu rồi, hơn 40 năm rồi, nhưng gần đây đó lại có lời giải thích hay là biện bạch gì đó từ phía Hà Nội nói rằng các quân nhân, viên chức, trong đó có thầy Hoạt, có chúng tôi là cựu quân nhân, thì không hề có sự ngược đãi anh em chúng ta. Thì đời sống trong cuộc tù Cộng sản suốt 20 năm qua hai lần bị bắt giam ra sao, thưa thầy? Thưa, làm sao mà không có ngược đãi được. Lúc đó thì họ coi mình như là thù địch mà. Tất cả những cái miền Nam là đều bị ngược đãi, chứ không phải riêng chúng ta. Không phải riêng những người bị ở trong tù. Cả nhân dân miền Nam lúc đó cũng đã bị ngược đãi rồi. Trong một cái nhà tù lớn ở miền Nam rồi thì tất cả mọi người đều biết, cho nên những lời nói đó hoàn toàn là sai sự thực. Bây giờ tất cả những mọi người đã cũng đã qua lâu rồi thì đã là nhân chứng cho tất cả những sự ngược đãi đó. Và có thể nói nó kéo dài từ khi Cộng sản vào Việt Nam, chứ không phải là cho tới khi 75. Và cho tới nay thì sự ngược đãi đó vẫn chưa chấm dứt, ngay cả đối với người dân, và đặc biệt đối với những người không đồng ý và đòi hỏi dân chủ nhân quyền, họ vẫn bị ngược đãi dù ở trong tù hay ở ngoài. Thưa giáo sư Hoạt, bao nhiêu phim ảnh cũng như là những kho sách trên thế giới đều có nói sự ngược đãi hết trơn á. Họ rập khuôn theo kiểu Nga hay là kiểu Tàu Cộng. Thì thưa thầy, nếu mà nói hai chữ ngược đãi mà bây giờ chỉ giải thích bằng vài chữ thôi, thì trong vòng 20 năm điều gì mà thầy
không bao giờ quên với cái thời gian mà cái ngược đãi là cái ngược đãi thì nó có hai hình thức. Một hình thức là về thân thể, vâng, thân xác thì dạ, phần lớn những người cải tạo là bị đi ra làm lao động cực khổ, và ăn thì thiếu, ở thì dơ bẩn, gặp mặt gia đình rất là ít. Cái sự ngược đãi đó rất là rõ. Riêng với cá nhân chúng tôi thì sự ngược đãi là về mặt tinh thần rất là nhiều, cô lập và kỷ luật, và đặc biệt là 4 năm cuối cùng thì ở một mình, không ai nói chuyện, không sách báo để đọc, thì đấy là những ngược đãi rất là rất là lớn về mặt tinh thần. Và tôi nghĩ rằng là sự ngược đãi đó có lẽ là ở Việt Nam có lẽ là tinh vi nhất, vì họ sử dụng tất cả mọi hình thức ngược đãi, kể cả thể xác lẫn tinh thần. Vâng, một hình thức tỉnh khẩu ạ. Đúng vậy, nó giống như thế, giống như là mình bị cô lập, và thành ra tôi phải biến 4 năm nó thành ra một hình thức tu hành. Giống như là nhập thất vậy, trong Phật giáo. Thưa giáo sư Hoàng, là lúc mà ngồi tù đó, thầy có biết cái sự biến đổi, thầy vừa mới nói mà em cũng đồng ý là nhà tù khổng lồ, thầy có biết cái sự biến đổi của miền Nam, ví dụ phải ăn độ mặc rách không? Thầy biết được những tin tức đánh tư sản mại bản hay là đổi tiền để cướp hết sạch sẽ tài sản của người dân miền Nam không, thưa giáo sư? Có lẽ là tôi có hai cái thời kỳ mà tôi nghĩ rằng rất là thích, là bởi vì hiểu rõ được cộng sản là nhờ hai cái thời kỳ ở ngoài nhà tù. Tất nhiên vào nhà tù thì mình hiểu theo nghĩa khác, cái chế độ giam giữ, nhưng mà ở ngoài xã hội đó thì nhờ có hai cái thời gian thứ nhất là từ sau khi cộng sản chiếm miền Nam cho đến lúc tôi bị bắt, thì tôi có được khoảng gần 2 năm sống ở ngoài xã hội. Mà đấy là cái thời kỳ mà có thể nói rất là rõ khi mà cộng sản vào miền Nam. Có thể nói nó là một sự rất là đột ngột với toàn dân miền Nam, vì không thể tưởng tượng rằng có một cái chế độ như vậy, không thể tưởng tượng rằng có những con người như vậy. Và bây giờ thì chính những người cộng sản phản tình họ cũng đã nhìn ra cái sai lầm và cái tai hại của cái thời kỳ đó. Thì rất là may là tôi cũng đã được sống trong cái xã hội ở miền Nam trong cái thời kỳ đó. Thành ra hiểu rất rõ những người cộng sản trong cái lúc đó, và đặc biệt là cái cách họ đối phó với dân chúng. Thí dụ như ngay trước cửa nhà tôi là một cái đồn công an, và lúc đó là bộ đội, thì họ chạy thường xuyên sang nhà mình, bế con mình và đi tuốt vào trong nhà, vân vân, những cái kiểu như vậy đó. Thì cũng là mình phải sống với họ mình mới hiểu được, hay là đốt sách, văn hóa đồi trụy, hoặc là vân vân đó. Thì nhưng mà cái thời kỳ thứ hai cũng là rất là thú vị, là đúng cái lúc Liên Xô sụp đổ thì tất cả chúng ta được về và có thể chứng kiến những cái lúng túng của Đảng Cộng sản trong khi đối phó với cái sự thay đổi ở Liên Xô và Đông Âu. Cho nên là lúc đó thì tôi đã chứng kiến những cái phong trào, thí dụ phong trào Nguyễn Hộ là cái phong trào của chính những người cộng sản miền Nam, và họ đã hoạt động rất là mạnh, và họ đã đòi hỏi rất là mạnh là đòi đa đảng, đòi dân chủ ngay từ cái lúc đó, mà là do chính những người cộng sản. Thành ra mà rất nhiều người tôi đã gặp và tôi rất là thông hiểu những cái đòi hỏi của họ. Họ muốn đi theo mô hình của Gorbachev chẳng hạn. Thì nếu mình không có sống ở đây, mình không có thì mình không thấy biết được cái phong trào đó, và biết được những cái phong trào cộng sản miền Nam nó khác như thế nào. Và đồng thời cái lúc đó thì dân miền Nam cũng như chúng tôi, hay là phong trào của bác sĩ Quế, thì chúng tôi cũng cố gắng để mà thúc đẩy cái sự đòi hỏi đó. Thành ra ngay lúc đó là mấy cái năm đó là 2-3 năm mà chưa bị bắt trở lại đó, thì tôi chứng kiến được rất nhiều cái mà có thể nói nó còn dư âm tới bây giờ, đặc biệt là cái phong trào dân chủ hiện nay, đòi hỏi dân chủ hiện nay. Vâng, thưa thầy, hiếm ai mà như giáo sư đó được đưa thẳng từ quả ngục cộng sản ra phi trường quốc tế. Vì sao họ giải quyết bằng cách đó? Và rồi trước khi lên đường, họ có răn đe, có khuyến dụ hay là có bắt cam kết gì không, thưa thầy? Thì thực sự ra như chúng ta đã biết, thì trường hợp như chúng tôi lúc đó thì nó có một cái đợt thả tới 8 người mà rất là nổi tiếng. Thì trong đó là họ muốn những người đó đi, nhưng mà do nhiều điều kiện hoàn cảnh, bản thân tôi cũng không muốn đi. Bản thân tôi là quyết định không đi, nhưng mà cuối cùng rồi thì họ cho nhà tôi về, và
Nhà tôi với con cái với các bạn bè ngoài này thì sau 4 năm bị cô lập đó, không có tin tức gì hết ấy, thì sợ rằng cái tình hình sức khỏe của tôi rất là tệ đó. Thì mọi người đều mong muốn rằng tôi nên đi, thì lúc đó tôi mới chấp nhận đi. Mà lúc đó sức khỏe thầy tệ thật, ai cũng biết. Thì nó cũng rất là tệ, tức là lúc đó là cái tăng siêung nó lên rất là cao, và cái mắt thì rất là mờ, không có được thay kính, không có được săn sóc đó. Rồi cái sạn thận rất là nguy hiểm, nó thường hay lên những cơn đau. Thành ra nhưng mà họ ép tôi đi, tôi nhất định không đi. Rồi cuối cùng thì tôi phải chấp nhận đi, thì họ đưa thẳng ra phi trường. Thì tôi nghĩ lúc đó là họ muốn, thứ nhất là muốn những cái cách của họ là họ muốn đưa những cái người chống đối ra khỏi nước càng nhiều càng tốt. Cái cách thứ hai là lúc đó đó là một cách thương thuyết hay là mặc cả với quốc tế hay với Mỹ. Và khi mà tôi sang Mỹ rồi thì tôi cũng đi khắp nơi và tôi nói rằng chúng ta không thể chấp nhận một cái hình thức trao đổi như vậy được. Bản thân tôi thì tôi không bao giờ muốn rời khỏi Việt Nam hết. Và tôi nghĩ những trường hợp gần đây nhất như là anh Điếu Cày hay là anh Cù Huy Hà Vũ thì cũng là những hình thức như vậy. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải yêu cầu chấm dứt những hình thức như vậy. Thưa giáo sư, là đây là lần thứ hai đến định cư và có thể sống lâu dài trên nước Mỹ, dù là thầy đã tốt nghiệp tiến sĩ giáo dục rồi. Thì cảm tưởng trở lại đất nước Hoa Kỳ lần thứ nhì ra sao? Và thầy có nghĩ rằng đây là cái môi trường để tiếp tục vận động cho tự do dân chủ nhân quyền nơi quê nhà? Thứ nhất là tôi thấy rất nhiều thay đổi so với cái thời kỳ tôi đi học năm 1970 tại Mỹ của thế kỷ trước. Thì khi mà tôi sang Mỹ vào cuối thế kỷ 20 và bây giờ đã đến đầu thế kỷ 21 thì tôi thấy Mỹ rất là thay đổi rất nhiều. Cái thay đổi mà quan trọng nhất mà tôi thấy được là nó trở thành một xã hội đa chủng tộc, và đặc biệt là cái chủng tộc của Á Châu càng đông, và nhất là đặc biệt nhất là cái cộng đồng người Việt hải ngoại. Vừa rồi là phần mạng đàm giữa giáo sư Đào Quốc Hoàng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài, và câu chuyện với giáo sư Đào Quốc Hoàng sẽ trở lại trong phút chốc. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn thầy Hoàng. Cảm ơn anh.